Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Những lưu ý sống còn trước giờ siêu bão Yagi đổ bộ. Theo các chuyên gia khí tượng, bão Yagi là siêu bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, tính đến thời điểm hiện tại. Đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng, vùng gió mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 250 km, vùng có gió mạnh trên cấp 10 khoảng 150 km, vùng có gió mạnh trên cấp 12 khoảng 80 km xung quanh tâm bão. Các trung tâm dự báo quốc tế đều có chung nhận định bão Yagi, bão số 3 tiếp tục duy trì cấp siêu bão từ cấp 16 trở lên cho đến khi vào đến vùng ven biển của phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sau đó, bão số 3 di chuyển vào vịnh Bắc Bộ còn mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Khi ảnh hưởng đất liền, cường độ có khả năng còn mạnh cấp 9 đến cấp 12, giật cấp 13-14. Vì vùng ảnh hưởng rộng nên người dân cần có biện pháp phòng, chống trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Hãy tận dụng thời gian vàng để ứng phó với bão Yagi. Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, theo khuyến cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo bão trên các phương tiện thông tin đại chúng và loa phát thanh của thôn, xã, chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn khi bão về như chèn chống các cửa của nhà, loại bỏ những cây, cành bị chết, bị bệnh, xác định các vật dụng trong sân nên mang vào trong nhà, vệ sinh máng nước mưa, gầm cầu thang ngoài, giếng cửa sổ, đường thoát nước, ống thoát nước. Nếu không có lệnh sơ tán của chính quyền, hãy tìm nơi trú ẩn trong nhà cho gia đình mình, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai khuyến cáo. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình có thể bị chia cắt trong cơn bão, hãy chuẩn bị bằng cách lập một kế hoạch tiếp cận với nhau. Trong khi bão đổ bộ, người dân vẫn cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo bão trên các phương tiện truyền thông đại chúng và loa phát thanh của thôn, xã, đề phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện, các vật bị gió thổi bay điện giật. Tuyệt đối không trú tránh dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ, nên ở trong nhà, nơi trú ẩn không đi ra ngoài, tránh xa cửa sổ và cửa ra vào, cơ quan phòng chống thiên tai khuyến báo. Đặc biệt, người dân cần chuẩn bị sẵn đèn pin để đề phòng mất điện, không dùng nến thắp sáng để tìm kiếm đồ trong không gian hạn chế, khu vực bếp ga vì dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Nếu được lệnh sơ tán, hãy mang theo các đồ dùng thiết yếu cho gia đình và di chuyển ngay đến một nơi trú ẩn được chính quyền địa phương sắp xếp. Phải thông tin kịp thời, chính xác vị trí tình trạng nguy hiểm khi cần cứu nạn, cứu hộ, đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai nhấn mạnh. Sau khi bão đổ bộ, cơ quan phòng chống thiên tai cho biết người dân cần tiếp tục theo dõi tin tức và cập nhật tình hình thời tiết ngay cả khi bão đã đổ bộ vào đất liền. Chỉ được phép về nhà từ nơi sơ tán khi có sự cho phép của chính quyền địa phương. Đồng thời, chú ý đến các yếu tố nguy hiểm như đường dây điện bị đứt và nước nhiễm điện. Vì thông thường, khi bão tan, khả năng lũ lụt vẫn còn xảy ra. Tuyệt đối không đến gần hoặc đi vào các tòa nhà đã bị hư hại, ngập nước, tuân thủ theo các biển cảnh báo khi lái xe, không đi vào đường bị ngập nước hoặc có chướng ngại vật, ngay cả với phương tiện lớn, vì phương tiện có thể bị nước cuốn trôi hoặc nguy hiểm. Trong buổi họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến về diễn biến cơn bão số 3 Yagi, công tác chuẩn bị ứng phó tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều ngày 5 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, phương châm là chủ động phòng ngừa, có thể phòng ngừa 10 lần mới xảy ra một lần, nhưng chỉ cần chủ quan một lần thì hậu quả để lại sẽ rất nặng nề. 4 sân bay tạm thời đóng cửa ngày 7 tháng 9 để ứng phó với bão số 3. Tại cuộc họp về các biện pháp phòng chống, ứng phó cơn bão số 3 vào chiều muộn ngày 5 tháng 9, sau khi nghe Trung tâm Khí tượng Hàng không thuộc Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam dự báo về diễn biến của bão Yagi và báo cáo của các đơn vị trong ngành, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng nhận định đây là một cơn bão rất mạnh, đang diễn biến rất phức tạp. Bão số 3 chắc chắn sẽ đổ bộ vào Việt Nam, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không dân dụng tại các cảng hàng không thuộc khu vực Bắc Bộ bao gồm Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân. Theo ước tính sơ bộ, bão Yagi có thể ảnh hưởng đến khoảng 240 chuyến bay nội địa và 70 chuyến bay quốc tế. Với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng, hạn chế tối đa các ảnh hưởng của bão đến tính mạng hành khách và trang thiết bị cơ sở vật chất của đơn vị trong ngành, Cục trưởng Đinh Việt Thắng đã quyết định tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại các cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão trong ngày 7 tháng 9. Cụ thể, thời gian tạm ngừng khai thác như sau. Sân bay Vân Đồn từ 4 giờ đến 16 giờ. Sân bay Cát Bi từ 5 giờ đến 16 giờ, sân bay Nội Bài từ 10 giờ đến 19 giờ, sân bay Thọ Xuân từ 12 giờ đến 22 giờ. Ông Đinh Việt Thắng yêu cầu các hãng hàng không chủ động thông báo cho hành khách thông tin trên để có kế hoạch đi lại phù hợp, đồng thời giao Phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấp phép bay bổ sung cho các hãng hàng không từ ngày 8 tháng 9 để bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách sau bão.
Ngoài ra, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tập trung 100% nguồn lực con người và thiết bị bảo đảm công tác dự báo khí tượng hàng không tại các cảng hàng không, sân bay để kịp thời đưa ra các thông tin dự báo chính xác về ảnh hưởng của bão. Các cảng hàng không, công ty quản lý bay khu vực tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng chống ảnh hưởng của bão đến hạ tầng kỹ thuật của cảng và tàu bay trên sân đỗ, đồng thời thực hiện nghiêm các phương án phòng chống bão của địa phương. Cảng vụ hàng không tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống thiên tai tại các cảng hàng không và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định. Sau khi bão tan, các đơn vị tập trung nguồn lực thực hiện ngay các nhiệm vụ để đưa hoạt động khai thác trở lại bình thường. Tuy nhiên, đặc biệt lưu ý đến ảnh hưởng của hoàn lưu bão kèm theo mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt tại các cảng hàng không như Điện Biên, Vinh. Việt Nam đề nghị Trung Quốc, Philippines hỗ trợ tàu thuyền trú tránh siêu bão Yagi. Chiều ngày 5 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính mới ký công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 3, bão Yagi với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc và Philippines chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tạo điều kiện cho các tàu thuyền của Việt Nam trú, tránh, hỗ trợ cứu người và sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng gửi công hàm đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và đến Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội để đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng của phía bạn hỗ trợ các tàu thuyền của Việt Nam trong trường hợp cần thiết, cử cán bộ trực 24/24 giờ để kịp thời hỗ trợ, liên hệ với các cơ quan trong và ngoài nước nhằm ứng phó kịp thời với cơn bão số 3. Trưa ngày 5 tháng 9, gió bão Yagi mạnh nhất lên tới 201 km/h, cấp 16 siêu bão, khu vực dự báo đổ bộ từ Quảng Ninh đến Ninh Bình vào chiều ngày 7 tháng 9. Đến 10 giờ ngày 6 tháng 9, tâm bão cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 120 km, cách Quảng Ninh khoảng 550 km, duy trì cấp siêu bão. Siêu bão sau đó chếch lên hướng bắc một chút, tốc độ 15-20 km/h và vào gần bờ thì giảm cấp. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 9, tâm bão ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 120 km, sức gió giảm còn cấp 13, giật cấp 16, vẫn rất mạnh. Với sức gió này, nhà mái tôn bị thổi bay nóc, tường bao có thể đổ, bão sau đó đi vào các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vì bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, nên Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương nêu trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành nêu trên đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng thành viên trong thường vụ, thường trực ủy ban, trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống bão lũ.